quay đứng nơi quay. Đây là công đoạn người ta cho hổ ăn, có hai người thợ ở trong này, người ta treo một miếng thịt lên trên này như này. Đấy, đây là vườn có hai con hổ ăn mua. Thịt cao chưa? Để đứng như này để đánh giá hết được cái chiều cao của nó nhá. Cho hổ nó tập luyện đấy. Đây là cái chuyên gia nước ngoài mà vừa nãy vào cho con hổ kia ăn. Miếng thịt khá là cao, nó phải cao khoảng tầm 4 mét, 4-5 mét. Con hổ Đông Dương có vẻ treo thấp hơn nhỉ? Con hổ này có vẻ treo cao hơn. Thế à? Mạnh tay vào. Sao không la hai con này nữa với nhau nhỉ? Bây giờ đang thời khắc đợi hai con hổ nó phi ra. Không biết là góc nhìn nào thì sẽ thấy rõ hơn. Xong, chúng nó ra rồi. Úi giời. Thôi, nó đã nhảy lên ăn rồi, đây này con này ổi tảng thịt bò luôn. Đập một cái. Hình như nó cho từng con một ăn đấy sao ấy? Từng con một. Này người mà vào thì sẽ đôi nữa. Cái đầu. Con này bình tĩnh nhỉ? Cái này là thịt lợn đấy chứ. Đây là rất là thịt lợn xe. Con hổ nó kia là con hổ nó lên trên kia nó ngồi nó ăn cho nó riêng tư. Còn ở đây thì là xem quán gì đây, một miếng sườn với một miếng chắc là thịt gà. Đại khái là khẩu phần của nó là thịt lợn hoặc thịt gà hoặc thịt bò gì đó. Nó màu đen đen. Nếu có là con lợn thì chắc lợn xề. Đồ cũng biết tại sao hổ nó lại không ăn thịt chín. Bởi vì nó không có bếp nấu cún. Vì nó không có lửa nấu. Rơi miếng. Ở đây vẫn còn miếng trước mắt ra là cái gì đó chẳng hạn. Nhìn cái mặt con hổ ở trong kia nhìn trông có vẻ bí bách lắm rồi, thế cậy cậy cửa đấy, ngửi thấy mùi thịt rồi. Con kia là kém mùi khó chịu. Thấy cậy cửa rồi. Con này như nó bị đau răng hay sao, con kia nó nhai cái tẻm phát hết. Không, con kia thì mẹ thì ăn nuột lắm, răng còn sắc lắm. Đau gì, hàm này nó cắn nó bước vào xương trâu. Có thể con này nó mệt rồi.
ra nó yếu rồi, nó không được ăn xương với tao thì tao răng răng cồn rồi da rồi. Con kia nhìn ăn mượt ơi là mượt, tửng phát sau cắn như dao cạo. Dương con này nó kể cho em Dương nghe nhá. Con này nó còn đẻ được.